Nếu như các bạn có hay theo dõi công nghệ hay theo dõi những cái tin nóng về những sản phẩm Apple chuẩn bị ra mắt khoảng tầm 3-4 tháng sắp tới thì có thể nhận ra rằng iPhone 16 series nó sẽ có cái thiết kế, nhất là về cụm camera, giống với cả chiếc điện thoại iPhone 12. Nó chỉ khác biệt ở một khoản là cái vòng vuông ở phía bên ngoài này thì được thu gọn lại thành cái vòng xung quanh cam như thế này thôi. Thành ra iPhone 12 lại là chiếc máy có cái khả năng giữ dáng, có nghĩa là bền dáng nhất trong cái dòng sản phẩm của Apple các bạn ạ. Thì hôm nay cùng mình đi đánh giá về chiếc iPhone 12 nhé. Trên điện thoại này thì bây giờ giá nó cũng hợp lý rồi. Và quan trọng hơn, phiên bản mình đang có là phiên bản 2 SIM vật lý các bạn nhé. Bình thường ấy thì iPhone bán chính hãng Việt Nam nó sẽ là một SIM vật lý, một eSIM. iPhone LLA nó sẽ là 2 eSIM. Còn đây là phiên bản đến từ thị trường chung là 2 SIM vật lý. Rồi, chúng ta cùng đi xem làm chiếc điện thoại iPhone 12 nó còn có cái điểm gì hay và hữu dụng để sử dụng tiếp nhé. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhé. Chắc hẳn các bạn cũng không bắt gặp nhiều những chiếc điện thoại iPhone 12 dạng 2 SIM vật lý ở trên thị trường, đúng không? 50 máy được giao dịch trên thị trường thì chỉ có khoảng tầm là 1 đến 2 con là 2 SIM vật lý thôi. Thì đây, 2 SIM vật lý khi các bạn mở ra nó sẽ như này. Một cái khay trước và một cái khay lật ngược ra sau như vậy nha. Các bạn cứ lắp vào là xong. Bọn này là các bạn lắp SIM nào cũng được nhé. Viettel, Mobifone, Vinaphone đều nhận. Từ thế hệ iPhone 11 mà nhảy lên cái thế hệ iPhone 12, chúng ta đã có một thiết kế thực sự là rất sang chảnh rồi các bạn ạ. Cái khung vuông của iPhone 12 thì đến đời 13, 14, 15, 16 sắp tới nó cũng sẽ thiết kế kiểu như vậy thôi. Cái dòng Pro thì nó sẽ là khung thép, còn dòng thường nó sẽ là khung nhôm series 7000 nha. Thì đây, nó vẫn rất đẹp các bạn ạ. Đây là phiên bản màu trắng nhá. Cái kiểu thiết kế nó vẫn rất đẹp. Nó vẫn chưa hề lỗi mốt, chưa hề lỗi thở. Mọi chi tiết của Apple, người ta bảo Apple là cái hãng mà làm cái thiết kế giữ dáng rất là lâu. Nó có thể đi được với các bạn khoảng tầm là 3, 4, 5, 6 năm. Cái thiết kế này mình nghĩ là các bạn sử dụng trong khoảng tầm 3 năm tới nó vẫn không lỗi mốt. Đó, và như mình đã nói từ đầu video ấy, thì nếu anh em quan tâm đến những cái tin tức công nghệ là iPhone 16 sắp tới có thể nha, mình không chắc chắn, nhưng mà có thể rất nhiều tin đồn rồi, thậm chí là có những cái bản mock up rồi, có những cái mẫu ốp lưng rồi cho iPhone 16 thường rồi, là nó sẽ đặt hai cam dọc lại như iPhone 12 như thế này, và khung nó vẫn là khung vuông. Thành ra khi các bạn đeo ốp vào ấy thì các bạn gần như là không nhìn thấy, không cảm nhận rõ đâu là iPhone 12, iPhone 16 luôn. Đây chỉ là những câu nói đùa thôi. Đương nhiên thì dòng sản phẩm cao cấp nó đắt tiền thì nó cũng phải có những tính năng nó mới mẻ hay ho hơn, đúng không? iPhone 12 phiên bản 2 SIM vật lý mình đang có màu trắng thì nó sẽ có mức giá là dưới 7 triệu các bạn nhá. iPhone thì có một cái khả năng giữ giá khá là tốt, đặc biệt là phiên bản 2 SIM vật lý như thế này. Có rất nhiều anh em yêu cầu mình tìm cho phiên bản 2 SIM vật lý, bởi vì anh em có nhiều SIM chẳng hạn, hoặc anh em thay đổi SIM giữa các máy với nhau chẳng hạn, thì 2 SIM vật lý rất là tiện. eSIM anh em hoàn toàn không phải làm vấn đề đấy nhá. Muốn đổi eSIM máy này với máy khác, anh em phải ra một cái khu vực làm SIM Viettel, Mobifone, Vinaphone, người ta cho mã QR, anh em mới làm được nha. Quay trở lại với cả phần màn hình phía trước, con này nhẹ lắm các bạn ạ. Con này khoảng 164g thôi, trọng lượng 7.4 thôi. Chung là con này là theo dạng làm anh em thích cái sự gọn gàng, nhẹ nhàng thì các bạn nữ cũng ok luôn. Hồi xưa mình dùng iPhone 12 mini nó còn nhỏ xíu này cơ. Đấy, mà đấy là con máy mà gắn bó với mình nhiều nhất, lâu nhất, nhiều kỷ niệm mình nhất, đâu đó khoảng tầm là 2 năm rưỡi, 3 năm gì đấy. Ok, thì màn hình trên cái đời iPhone 12 này nó rất là đẹp, nó rất là mỏng. Đến bây giờ nhá, mình nói thật luôn là nhiều điện thoại Android nó rót sau, nó còn không có viền màn hình tốt như con này. Các bạn nhớ là chiếc Nothing Phone 1 không? Viền nó có 4 viền bezel bằng nhau, nhưng mà tổng thể nó bị dày hơn, mỗi chỗ một xíu. Nhìn nó không thể nào mà nhìn đẹp như chiếc iPhone 12 được. Và tấm nền trên iPhone 11 mà nhảy lên 12 thì nó cũng được nâng cấp rất là nhiều. Chúng ta đã có Super Retina XDR OLED rồi. Đây là một tấm nền nó rất là đẹp. Nó đẹp gần như một chiếc điện thoại Pro Max luôn. Và độ sáng là 1200 nit, kích thước 6.1 inch và độ phân giải là 1170x2532 pixel, và mật độ điểm ảnh trên iPhone 12 nó lên tới là 460 ppi. Màu sắc trên iPhone thì mình nghĩ là cũng không cần phải giới thiệu quá là nhiều. Đây là một cái tấm nền nó đem lại một cái độ gọi là chân thật tương đối tốt để chúng ta chỉnh sửa ảnh, chúng ta xem phim hay chúng ta giải trí đều ok luôn. Hồi xưa mình dùng con iPhone 12 mini ấy, và mình có kiểu so sánh cả iPhone 12 Pro Max của ông bạn mình. Đấy, thì mình đã nhận ra luôn một cái điều. Kể cả những cái chiếc điện thoại nhỏ gọn nhá, Apple gần như cũng không loại bỏ đi cái chất lượng âm thanh. Loa của máy vẫn rất to, và điều đó thì nó cũng giống như iPhone 12 thôi.
iPhone thì cái loa của nó ở cái tức là cái âm lượng ấy thì nó không phải quá to. Đấy, nhưng mà nó đồng đều giữa các phiên bản. Các bạn nghe trên iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max thì âm lượng gần như lúc nào cũng giống nhau. Và với một cái viền màn hình nó mỏng này thì khi mà chúng ta xem phim giải trí nó rất là sướng. Hiện tại thì iPhone 12 nó có thể cập nhật được lên phiên bản mới nhất là iOS 17.5.1. Và các bạn yên tâm nhé, là Apple có cập nhật iOS 18 cho chiếc iPhone 12. Nó cũng là một cái điều mà nhiều anh em kiểu như là thích dùng iPhone. Mình thì dùng song song, mình dùng nhiều hãng, mình dùng khoảng 3 chiếc điện thoại cùng lúc nào cũng vậy. Thì thường sẽ có một chiếc điện thoại iPhone và 2 chiếc điện thoại Android. Chung là mỗi thương hiệu, mỗi một cái hệ điều hành nó có một cái hay khác nhau thôi. iPhone thì họ làm rất tốt về cái giao diện, mặc dù tấm nền nó chỉ là 60Hz thôi, nhưng mà các bạn thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó thì thuộc dạng là rất ok, đúng không? Nhẹ nhàng, nó từ tốn, nó cứ thế thôi. iPhone thì thường là cái thời gian mà các bạn reset lại để giúp máy mượt hơn thì là không nhiều. Gần như là các bạn có thể sử dụng khoảng 1 đến 2 tháng các bạn mới cần phải reset lại một lần. Rồi, chiếc điện thoại này thì dùng con chip là Apple A14 Bionic tiến trình 5 nanomet. Con chip này thì nó vẫn là một con chip mạnh nhé. RAM thì 4GB, nhưng 4GB trên iPhone thì tôi nói ổn. Đó, bộ trong 64 và chuẩn bộ nhớ là NVMe. Nói chung là iPhone 12 nó vẫn có thể giúp các bạn chơi những tựa game phổ biến một cách tương đối ổn. Nhưng mà nó là một sản phẩm mà khá là gọn, nên là các bạn chơi game thì đương nhiên là những cái nhiệt độ tăng thì chúng ta không thể tránh khỏi được, hay là sụt pin thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi được, hay là lock độ sáng thì cũng không tránh khỏi được luôn. Chúng ta cần thêm những phương pháp thả nhiệt nhé. Và những anh em nào mà thích sử dụng chỉnh sửa ảnh hay chỉnh sửa video trên chiếc điện thoại iPhone thì hoàn toàn yên tâm đi, mấy cái chiếc điện thoại này nó dùng được hết, nó không vấn đề gì cả. iPhone 12 thì sẽ được trang bị camera selfie là 12 chấm phía trước, và các bạn thấy cái đèn nháy nháy không? Đó chính là công nghệ Face ID đấy. Còn phía sau nó sẽ là 12 chấm chụp dung học và 12 chấm động trong wide. Nghe 12 chấm thì nó bình thường đấy thôi, nhưng mà chất lượng chụp ảnh trên iPhone thì khá là ngon các bạn nhé. Cái nhận diện Face ID của con iPhone 12 này thì tốc độ nó cũng rất là nhanh thôi. Đấy, ví dụ như mình quét này, nó quét nó rất là nhanh thôi. Với một cái tốc độ này thì các bạn nhận diện ngân hàng nó rất là tốc độ rất là ok, rất là ổn định. Mình có chụp những cái bức ảnh ở điều kiện ánh sáng ngoài trời nhé. Tuy nhiên thì nó hơi mưa một chút các bạn ạ. Bức ảnh đầu tiên này, màu sắc trên iPhone thì lúc nào nó cũng khá là thật, để cho các bạn chỉnh sửa hậu kỳ sau. Nhưng mà thật không đồng nghĩa là nó xấu nhá. Nó thật nhưng mà nó kiểu gì ấy? Nó kiểu dễ làm hài lòng cái mắt chúng ta. Bức ảnh tiếp theo, đây trời mưa, các bạn thấy là màu ảnh nó hơi tối tối một chút. Khả năng quay phim 60:0 Full HD chống rung học, chống rung học của iPhone rất tốt. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó có thể quay được 4K và 60:0 luôn, cũng chống rung học luôn. Rồi, và iPhone thì trên đời từ rất xưa rồi, từ lâu lâu rồi các bạn đã có thể quay được Full HD và 60:0 ở cam trước rồi, rất là mượt. Nước ảnh của iPhone là một nước ảnh mà mình không cần quảng cáo nhiều nha, không cần quảng cáo nhiều, nó là nước ảnh dễ hậu kỳ. Về pin đi, con iPhone 12, iPhone thì thông số pin mình thấy là nó cũng không phản ánh quá nhiều chính xác được cái thời gian sử dụng của máy. Hôm qua mình không tắt con iPhone 12 này và mình để nó qua đêm thì mình thấy là cái kiểu biểu đồ nó sụt khá là chậm, tức là cái thời gian chờ pin trên iPhone tương đối tốt. Thời gian sử dụng thì đương nhiên một con máy một kiểu nhỏ gọn như thế này thì nó sẽ không thể nào mà quá trâu như cái dòng Pro Max được, ngày sạc 2 lần nếu mà chúng ta giải trí nhiều, đúng không? Ngoài ra thì có một cái điểm mà iPhone nó hơi bị thiếu, kể cả cái đời cao nhất bây giờ 15 Pro Max đi, đó chính là sạc nhanh. Sạc nhanh trên iPhone mình nói thật là khá chậm. Các bạn dùng cái sạc xịn đến mấy, các bạn dùng cái công nghệ khủng đến mấy thì nó cái tốc độ nó không thể nào nhanh bằng Android được. Đó là cái điểm hạn chế trên iPhone. Con này thì có MagSafe, có hỗ trợ sạc không dây, phần sau là khoảng 15W. Nó là iPhone nhá, thì nó là cái dòng sản phẩm mà ai cũng dùng được. Người lớn, người trẻ, người già hay là các cô, các chú, các bác là dùng hết. Tại vì nó dễ, nó có sẵn tiếng Việt. Đấy, nó có thể là tải những cái ứng dụng từ trên App Store một cách đơn giản, nó hỗ trợ nhiều ứng dụng. Ngoài ra thì đây là phiên bản 2 SIM vật lý, nó cũng tiện với cả một số anh em. Anh em nghĩ sao về iPhone 12? Đừng quên để lại ý kiến nhé. Nếu anh em quan tâm đến những con máy mà 2 SIM vật lý như thế này và cũng như là bản màu trắng thì có thể nhắn tin qua bên mình ở Facebook và Zalo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.